những tốt dâng cao sẽ gây nhiều nguy hiểm cho đối thủ. Khi tiến xa lên phía trước, tốt tạo ra khoảng không gian rộng lớn ngay phía sau cho các quân dễ dàng cơ động. Song ngược lại cũng vì thế mà dễ làm mục tiêu cho quân địch tấn công và tiêu diệt. Tốt dâng cao rất cần đến sự hỗ trợ của nhiều đấu pháp chiến thuật đa dạng, tạo điều kiện đi tốt dâng cao xuống phong cấp thành công. Và bên mạnh sẵn sàng thí lực lượng lớn. Những tốt đã phát triển lên phần sân đối phương sẽ là vũ khí lợi hại nếu khai thác tối đa. Trước hết chúng ta phải hiểu tốt dâng cao sang phần sân đối phương không nhất thiết là tốt không. Như hai tốt trắng trong ván cờ này đang ở G5 và H6 thuộc địa phận của địch và bị lóc bởi hai tốt đen nên không gọi là tốt không. Khi gặp thế cờ này thì bạn cần tập trung vào tốt H7. Tốt đen đang cản trở tốt trắng phong cấp. Bạn cần tìm cách loại bỏ tốt đen này. Ở đây trắng sử dụng đòn chiến thuật rất hay là tượng ăn G6, chấp nhận hy sinh tượng để thu hút tốt đen ăn G6. Và tốt trắng thoải mái xuống H7, sau đó sẽ là H8 để phong cấp. Quan sát hình cờ này thì bên đen sẽ chơi tiếp và đen đang có tốt cột H dâng cao. Do đó trắng phải tìm cách chơi xe phong tỏ ô H1 hay vua sẽ tấn công tốt. Tuy nhiên bên đen có nước cờ cao tay hơn, đen chơi xe D1 để ngăn không cho trắng đem quân cản trở tốt H phong cấp. Khi đen chơi như thế thì xe không thể B1 vì mất xe. Vua cũng không thể bắt xe D1 vì tốt đen sẽ H2. Vua không còn kịp để quay lại bắt tốt. Xe trắng B1 cũng không thể ngăn chặn điều này vì bị vua chính mình che chắn. Trong hình cờ này thì mỗi bên đều còn 3 tốt. Nhìn qua có vẻ bên đen sẽ chiếm ưu thế khi có thể theo đường này tấn công 3 tốt trắng. Tuy nhiên nếu quan sát kỹ, ta sẽ thấy 3 tốt dâng cao hơn tốt đen. Bên trắng đi trước sẽ dễ dàng thắng cuộc bằng cách đột phá tốt như sau. Tốt trắng B6, chấp nhận để tốt C hay tốt A ăn B6. Sau đó trắng tiếp tục C6 để hy sinh thêm một tốt khác. Tốt đen ăn C6, ngay lập tức tốt trắng A6, thoải mái xuống phong cấp trước các tốt đen. Trong trường hợp trên, bên trắng hy sinh hai tốt, nhưng bù lại có thể phong được hậu. Quan sát hình trận thì mỗi bên đều có tốt thông dâng cao sang phần sân đối phương. Bên trắng đang có lợi thế về lực lượng, nhưng tốt thông cần đến hai nước cờ để phong cấp. Trong khi đó tốt đen chỉ cần một nước cờ nữa là phong cấp. Mã trắng không đủ gần để ngăn cản tốt đen phong cấp. Vậy nhưng nếu trắng chơi tiếp, theo bạn trắng có cứu vãn được ván cờ không? Tại vị trí này, bên trắng chưa vội đẩy tốt trắng, mà phải tìm cách chặn tốt đen trước đã. Trắng chơi mã E4. Chúng ta cùng phân tích 3 lựa chọn của đen để thấy sự vi diệu của nước cờ này. Nếu tốt đen phong cấp H1, mã trắng ngay lập tức G3 bắt đôi, đen mất hậu. Lựa chọn thứ hai là vua đen ăn mã E4, tốt trắng liền A7, tốt đen H1 phong cấp trước, tốt trắng A8 phong cấp sau, nhưng lại đồng thời chiếu xuyên mất chết hậu. Lựa chọn cuối cùng là vua đen không ăn mã, mà chơi vua F4 đề phòng mã tấn công đôi. Tốt không thể A7 vì sẽ phong cấp trễ hơn. Bởi vậy mã F2 phong tỏ H1, vua đen F3, mã trắng H1 bịt luôn đường phong cấp. Vua đen G2, tốt trắng A7 chấp nhận mất mã H1. Tốt trắng A8 phòng hậu mà chiếu vua. Trắng không quá khó để giành chiến thắng. Trong thực tế thì tốt không chỉ có thể đi đến ô phong cấp ở cờ tàn, mà ngay cả giai đoạn trung cuộc, có trường hợp anh lấn trơn đã vượt qua cả bãi chiến trường.
mà không hề bị sức mẻ để bước vào hàng cuối bàn cờ, lên đài phong cấp và chuyển thành lực lượng quyết định trong ván cờ. Như trong ván cờ này, tượng đen ăn mã B1 với hy vọng xe ăn B1, đen sẽ ăn lại tốt trắng. Không sợ gì tốt trắng ăn C6. Bên đen suy nghĩ hồi lâu rồi cho rằng bên trắng đi nước cờ này mà mất quân. Vì thực tế bên đen đã ăn hơn được mã rồi. Bây giờ rút ngay quân tượng đang ở về E4 thì có thể bảo vệ được ô B7. Nhưng thực ra đen đã tính sót nước, vì trắng quyết định hy sinh xe với nước cờ xe ăn tốt A7, xe đen ăn A7, tốt trắng C7 bất mã. Bên đen không còn cách nào ngăn được tốt lên hàng 8 phong cấp. Quan sát hình cờ này, thấy tốt G đang được quân địch chăm sóc rất kỹ. Chiến thuật tiếp theo của trắng sẽ xoay quanh tốt phong dân cao này. Trở lại ván cờ thì hậu trắng qua H3 dội chiếu H7. Bởi vậy mã đen lùi lại F8 phòng thủ. Trắng chẳng thèm để ý, mạnh dạn chơi H7 chiếu, buộc mã đen ăn H7. Chỉ chờ có thế tốt trắng ăn H7. Vua không thể ăn H7 vì tượng bảo vệ. Vua cũng không thể H8 vì xe đang đợi chơi G8 chiếu hết. Vua F7 hay F8 tốt sẽ phòng cấp. Bởi vậy xe đen G6 che chắn, xe ăn G6, hậu ăn G6, tượng ăn G6, vua ăn G6 tốt sẽ phong cấp. Còn nếu vua H8 bịt đường phong cấp của tốt thì bên trắng vẫn còn một tốt phong dâng cao hơn so với tốt đen. Chiến thắng cho trắng. Ván cờ đánh đến đây thì đen buộc phải lấy xe ăn tốt D7 đang dọ phong cấp. Xe trắng ăn D7, tốt đen ăn tốt F3 bắt chết mã. Xe trắng G1 ghim bắt chết hậu. Hậu đen đã chấp nhận điều đó với nước cờ hậu ăn G1. Mã trắng ăn G1, tốt đen F2 tấn công mã, đồng thời dò F1 phong cấp. Xe trắng D8 vùng vẫy, vua đen G7, xe trắng D7 chiếu, vua đen F6, bên trắng đầu hàng. Bởi chạy mã thì tốt F1 phong cấp, còn nếu vua qua E2 bảo vệ F1, tốt đen ăn G1 phong cấp. Hai bên đánh đến đây thì trắng chơi tiếp với nước cờ tốt lên H4, dọ chơi tiếp tốt H5 tấn công vào tốt G6. Mã đen ăn D5 tháo ghim cho tốt F, tăng sự bảo vệ tốt G6. Tốt trắng ăn D5 hình thành một tốt phong dâng cao ở trận địa của địch. Xe đen A8 bảo vệ hàng 8. Tốt trắng vừa được giải thoát hung hăng lao lên D6. Hậu đen F5 mời đỡ hậu. Hậu trắng E7 từ chối. Hậu đen D5 kiềm chế sự manh động của tốt trắng. Tốt trắng dưới sự yểm trợ của hậu trắng liền xuống D7 dội chơi hậu E8. Xe đen F8 cố thủ. Hậu trắng ăn F8 chiếu. Bên đen buông cờ nhận thua. Vì sao nước cờ này buộc vua đen ăn F8. Xe trắng E8 chiếu. Vua đen G7. Tốt trắng D8 phong cấp dưới sự bảo kê của xe.